Xin chào mọi người, mình là Huy. Trong video này, mình sẽ làm một thử thách. Đó là đạt được Citrix 100 cộng trong thờ sờ trong Get Butter G giao. Ok vào thôi. A few inches later. Twenty minutes later. One hour later. 2 hours later. như anh em thấy ở đầu video rồi đấy. Đáng lẽ video ngày hôm nay sẽ là video mà mình cài lên 100 streak. Nhưng mà để mà nói sau khi trải nghiệm thì thực sự cái thử thách này nó gần như là bất khả thi đấy ạ. Bởi vì mình cứ lên khoảng 10 đến 20 streak là kiểu gì cũng sẽ có một thằng dùng bad counter nó lấy mất cái streak của mình. Ok, thì bởi vì cái thử thách này nó quá khó thế nên là mình sẽ đổi một chút đây nọ. Bây giờ mình sẽ không đi cài streak nữa mà mình sẽ đi săn những cái thằng có streak. Mình sẽ cho bọn nó trải nghiệm cái cảm giác cay cú mà mình phải nhận đi, mà mình đã nhận được hơn tận 10 lần đấy không ạ. Thế chứ tới lần thứ 10 mình lúc đấy mình gần như muốn đập bàn phím luôn rồi ấy. Thế mình đéo đùa đâu. Ok, bây giờ thì vào thôi.